sẽ làm bánh xanh. Tiên là đi tập về vô chứ. Nhìn gì? Cái này là tập về này mua hả? Chắc 2 năm rồi á, giờ mới lấy ra xài. Tới giờ em chưa bao giờ. Thật sự là không, chưa bao giờ cũng đúng mà. Tại vì có làm bánh văn rồi. Nhưng mà lần đó làm ra bánh flan đẹp lắm nha, mà không có cái mùi của bánh flan, không cái mùi sữa với là trứng. Nên hôm nay mình sẽ làm lại. Ok, thì hôm nay mình sẽ coi như là lần đầu tiên làm bánh flan. Mình sẽ kết hợp, mình hỏi hai người là mẹ Uyên với lại bạn của Uyên, thì mình sẽ kết hợp công thức của hai người làm. Tại công thức Uyên có, nó cần có whipping cream, mà ở nhà đây không có whipping cream. Bạn nói là thay bằng sữa đặc hoặc là sữa đặc thôi. À, sữa đặc có thể thay đường được. Không biết có ra gì không. Trứng, sữa. Ở nhà không có measure cup nên mình xài cái lon này. Cái này là gần 500ml. Ok, theo công thức của mẹ Uyên là một lon sữa bò, 8 cái trứng, bỏ bớt 3 lòng trắng, sữa tươi hâm lên cho hơi ấm. Xong rồi thôi. Rồi như thì cơ bỏ vô lò là 350 độ. Xong rồi canh 15 phút gì đó. Ok, bây giờ mình sẽ làm. Không nhớ nhà có sữa đặc không? Chắc có. Kiểu người nữ công gia chánh cho nên là mấy nó ăn là dở. Nhưng mà nó rất thích làm bánh flan, tại vì thích ăn bánh flan. Là cho sữa tươi, sữa đặc trước. Đặc quá vậy. Sữa đặc này thay đường. Nói chung á là Uyên không phải kiểu người mà giỏi nữ công gia chánh. Uyên rất là thích dọn dẹp nha, dọn dẹp nhà cửa, xếp đồ, xếp áo này nọ. Nhưng mà Uyên không có thích nấu ăn. Kiểu như là Uyên có thể nấu được cho mình Uyên ăn, nhưng mà cảm giác như người khác ăn là không ngon á. Cho nên là không có nấu, không có thích nấu ăn. Nhưng mà cũng kiểu thích làm bánh, cũng muốn học hỏi làm bánh này nọ. Xong nếu mà hôm nay bánh flan này thành công thì sẽ quyết tâm học những món bánh khác, hoặc là nấu những món khác. Nói chung là Uyên chỉ biết nấu ăn những cái món mà healthy thôi. Còn mấy cái món bình thường á, hay là đồ ăn Việt Nam đồ á, là không nấu được. Nấu dở. Mọi người ơi, cái này không phải là trứng bình thường, cái này là trứng vịt lộn. Hồi nãy Uyên đập ra một cái mà hết hồn luôn á. Thấy nó ghi ngoài nè, chín trứng vịt lộn. Ok, Uyên tìm ra được cái trứng đúng rồi, hên quá. Tưởng phải chạy đi ra chợ mua trứng này thì mới là trứng đúng nè. Giờ sẽ lấy 3 quả nguyên với lại 3 cái lòng đỏ đập vô. Mix sẽ như nào đây? Thì hôm nay bây giờ là 6 cái trứng nguyên với lại 3 cái lòng trứng đỏ. Còn bên này là cái mớ mà lòng trắng trứng, lát nữa mình sẽ chiên ăn. Trong này toàn là protein không á.
Không biết cái tay cầm nó mất tiêu, nó có nhiều nhiều đầy à. Xong bây giờ Uyên sẽ bắt một cái lò bé bé làm caramel. Bắt bếp lên. Cái này là vlog nha mọi người, chứ không phải là chương trình dạy nấu ăn. Cho nên là Uyên làm không có đúng đâu. Uyên làm kiểu làm tầm bậy tầm bạ, làm theo bản năng thôi. Cho nên là các bạn đừng bắt bẻ nha. Cho nước vô 15 ml là cỡ nhiêu trời. Sau hôm nay là Uyên phải đi mua cái measure cup. Cái Uyên bỏ đại 3 muỗng đường. Xong rồi Uyên bỏ xíu nước vô. Xong rồi quậy lên cho nó đặc lại thành caramel. Uyên mới cho vô thêm 2 muỗng đường nữa. Tại nãy thấy nó lỏng quá, mà giờ nó đang sâu nó đặc đặc lại nè. Holly, anh coi caramel em làm nó thành kẹo. Ok, bây giờ mình đổ cái bánh flan vô cái thố caramel coi như là thất bại rồi. Nhưng mà nhìn cũng đẹp chứ bộ, nó cũng ra được cái lớp bánh flan với lại cái lớp caramel nè. Anh ra set cho em cái lò được không? Em không biết set cái lò. Bây giờ em sẽ nấu nước sôi, bỏ vô cái khay. Xong rồi bọc cái lớp giấy bạc lại. Xong rồi bỏ vô lò nướng. Khoan, bỏ thêm 5 phút nữa được không? Tại vì em cần nấu nước sôi, xong em bỏ vô cái tray trước á. Nấu nước sôi. Đợi chút xíu. Nước sôi rồi nè. Hình như là Uyên đổ hơi nhiều nước hay sao á. Hồi nãy nhắm rồi, đổ quá trên nước. Bây giờ em sẽ cho cái này vô lò nướng và cho nó ở nhiệt độ là 350 trong vòng 45 phút nóng á. Thank you. Hiếu Tình, này sao muốn gì? Nó nói gì vậy? Cái lý do mà cái ghế sofa office phải có cái tấm vải trải lên, tại mỗi ngày á, lúc nào Thiêu Tình nó ở nhà một mình nó leo lên nó nằm, hoặc là Uyên mà ở trong phòng này nó sẽ đi theo xong nó leo lên ghế nó nằm. Thiêu Tình nhìn nè, nó chắc dễ thương quá à. Cái tình yêu thương mà. Nó thích nằm để nó nhìn ra cửa sổ ngoài này á. Nó nằm ở đó nó nhìn ra. Không biết được chưa. Nhìn có vẻ là được. Nó đặc chưa? Nó đặc rồi nè. Ơi nghĩ nó còn lỏng. Hình như phải bỏ vô thêm á. Nó lỏng rồi. Nó làm hư cái góc thôi. Được rồi, cứng rồi. Sao? Sao giữa nó lỏng vậy? Chưa có đông á. Vậy giờ sao? Thì để ngoài cho một bạn bỏ vô tiếp. Bỏ đi ngoài cho nguội thôi. Để ngoài cho nguội hả? Chắc không? Ừ. Anh thấy cái này là không phải tại em nha. Nếu cái Ai mùi còn mà nhớ đi. ngon á là nhờ em.
lâu giờ tôi bỏ 45 phút ra rồi mà giống như rợ lên cái mặt nó bồng bềnh sao á, là chín hay là chưa vậy? Chọn giữa nè. Giữa hả? Dính nó đi. Chứ... À, nhưng mà nó giờ nó dính lên cái que rồi. Lại chưa chín. Vậy bỏ thêm bao lâu nữa mới được? Phải để lên 25 phút nữa. Hồi nãy giờ để nhiệt độ bao nhiêu? 350. Tăng lên 400 đi. Nó đâu có sôi được hả? Không, nó không có sôi. Làm xong rồi nhưng mà Uy nghĩ là nó bị hư á. Ê, nó đặt rồi nè. Đặt rồi, đặt lúc mà xong á, chú Yên lấy ra, Yên chọc cái cây vô, nó lỏng lét à, nó không có đặt. Xong cái bạn kêu bỏ vô thêm nữa, 20 phút nữa, xong cái Yên bỏ vô, và nó vẫn không đặt luôn. Xong cái hồi để ra ngoài cái đi công chuyện, đi về cái thấy nó vẫn lỏng, chưa đặt đi chân. Xong cái Yên bỏ vô lò, Yên bỏ thêm 20 phút nữa cũng cái nhiệt độ đó luôn. Bây giờ nó đặt rồi nữa. Bất ngờ quá à. Khi mọi người nhìn nha, cái miếng nó đặc như vậy nè. Thấy không? Đau xì. Hôm nay Uyên có một cái hẹn make up mà cái chị khách này á là không phải người lạ mà là bạn của Harley với Uyên. Thì Harley đang chở Uyên tới nhà chị đó. Nặng thì đó mày. Yeah, nặng mà. You didn't hear us?
Wait, that's the exact same outfit you wore that day. Okay. I think you should wear it. No, we're not buying it for $240. $100. How you like it? I love it. Bye, Lina. Bye. Bye, Dan. Yeah, we're done.